Chiều ngày 6 tháng 11, thông tin từ Công an thành phố Vinh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm Đặng Xuân Kỳ, 27 tuổi, ngụ xã Xuân Tường, huyện Thanh Xuân, để mở rộng điều tra hàng loạt vụ tháo trộm bánh xe ô tô ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Trong tháng 10, nhiều người dân ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò lên mạng xã hội chia sẻ chuyện ô tô của gia đình để qua đêm mở ngoài nhà, trên vỉa hè bị lấy trộm bánh xe, cây gian cây gạch lại ở những bánh bị lấy. Hàng loạt vụ việc với kích thước giống nhau khiến người dân hoang mang lo lắng. Sau một thời gian vào cuộc xác minh, điều tra tối ngày 5 tháng 11, ban chuyên án đã bắt giữ kỳ khi nam tài xế này đang chở khách từ huyện Thanh Trương xuống thành phố Vinh. Bước đầu, kỳ khai cho thường xuyên chở khách xuống thành phố Vinh, thấy nhiều ô tô đổ ngoài đường và ban đêm, không có người trông coi, kỳ nảy sinh ý định trở bánh xe ô tô đem bán kiếm tiền. Từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 10, kỳ mang các dụng cụ như kích thủy lực, tuyếp sắt, Thanh và Ngốc đi tháo trộm nhiều bánh xe ô tô rồi đem về cất giấu trong nhà hoang của gia đình mình. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Kỳ lên mạng tìm người mua và chọn nơi tiêu thụ là khách tỉnh, thành phố phía Bắc về phía Nam. Sáng ngày 6 tháng 11, công an thành phố Vinh khám xét nhà Kỳ phát hiện thu giữ 6 bánh xe ô tô. Trước đó, Kỳ đã tiêu thụ trước lọt 14 bánh xe ở Lâm Đồng và Hà Nội. Thời chính quyền địa phương chỉ còn vài tuần nữa là kỳ sẽ lấy vợ. Trước thời điểm bị công an bắt vài giờ, nam tài xế 27 tuổi này còn đăng tải danh sách khách mời dự cưới. Việc kỳ bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản khiến gia đình ngỡ ngàng.